Đây bây giờ anh em mình nghe thử, cùng nghe thử chất âm nhá. Đây riêng với cái chia sẻ thật thì với cái cấu hình mà bây giờ khoảng tầm hơn 20 triệu mà để dành cho cái nhu cầu của anh là thường xuyên nghe nhạc mà vẫn có thể hát được karaoke thì đây nó có, phải nói là nó là một cái sự lựa chọn nó không thể tuyệt vời hơn rồi. Calib của Mỹ RP 4000F với tinh xịn đập hộp luôn, chất âm của nó thì khỏi phải bàn, tiếng check của nó dòng này check titan anh nhá, dòng này check titan nên tiếng của nó rất là sáng. Đấy, nghe tiếng check nó hay. Thế còn với cái con VK8600 này thì công suất của nó rất là lớn đấy, cho nên là khi mà ghép với cả cái đô loa này thì mình sẽ phải giới hạn cái ngưỡng công suất mắc của cái con âm ly này đó, thì để cho anh trong quá trình sử dụng ấy. Để cho anh trong quá trình sử dụng thì kể cả trong trường hợp anh có vặn hết công suất, hết kịch tối đa thì cái đô loa này cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, không vấn đề gì. Thì cái đấy mình hoàn toàn giới hạn được nhé, không vấn đề gì cả. Thế còn về cái chất âm thì của cái cấu hình này thì nó quá là chất luôn rồi. Đó, nghe nhạc anh thấy nghe nhạc hay không? Đấy, nếu mà cái nhu cầu của anh là chỉ nghe nhạc không thôi thì em có thể ghép cho anh dòng của âm ly của Đền Ông. Nhưng mà nếu mà nhu cầu của anh mà hiện tại mà muốn có thể hát được cả karaoke nữa thì cái dòng âm ly Đền Ông nó không thể xử lý được cái phần đấy. Thì cái con MK8600 này nó mới là cái sự chọn tối ưu nhất đấy. Nếu mà chung về nghe nhạc ấy thì nói chung là nó không thua kém gì nhiều so với cả dòng âm ly Đền Ông đâu. Về cái mạch xử lý tín hiệu và giải mã DSP của nó không thua kém gì. Nhưng mà về cái phần karaoke chắc chắn là Đền Ông không thể làm được. Để anh em mình cùng nghe nhạc thử nhé, xem thử cái chất nhạc của nó, anh sẽ biết là chất nhạc của nó như thế nào. Rất hồn luôn.